Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại cái sun retracted của cái dự án là Polyhedra ZK-Bride các bạn. Thì đối với cái dự án này thì trước đây chúng ta đã làm rất là nhiều rồi, thì bây giờ mình chỉ cập nhật lại thôi nha. Về những cái tiêu chí và lại là cái điều kiện, với lại là hiện tại đã cho các bạn là claim một cái NFT kỷ niệm thì các bạn vào claim. Đấy. Thì mình nhắc lại thì về cái tiêu chí nhé, về tiêu chí điều kiện là sun retracted của cái dự án này. Thì thứ nhất đó là các bạn có thể là nắm giữ một cái NFT, đó là Bandrakin. Thì đối với cái NFT này thì trước đây chúng ta đã tham gia vào cái testnet của họ để nhận được free các bạn. Đấy. Thì giá con này hiện tại là đối với là Legendary thì giá của cái con này là hiện tại là hơn 200 đô nha. Giá hiện tại đó là 0.64 đô. Đối với là Legendary đấy là giá hơn là khoảng đâu đó là 261 đô đó cho một NFT Bandrakin là Legendary. Đối với cái tiêu chí thứ hai đó là các bạn phải thực hiện Bride NFT, đó là trên 10 lần. Thì về việc Bride NFT, trước đây chúng ta đã tham gia Bride NFT khá là nhiều rồi đó. Thì cái điều kiện thứ ba đó là các bạn có thể là tiến hành đi là Bride token là trên 10 lần. Và tiếp theo đó thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái tin nhắn sử dụng cái tính năng đó là gửi tin nhắn đến hơn là 5 địa chỉ ví thông qua đó là Layer Zero. Đấy. Ok, thì tóm lại thì tổng transaction của các bạn phải trên 25 hoặc là càng nhiều càng tốt thôi. Nói chung là transaction càng nhiều càng tốt thôi các bạn. Tiếp theo đó là về cái volume mà các bạn buy, thì tổng volume các bạn buy thì phải trên là 5.000 nha. Bạn nào ít vốn thì có thể là dưới 5.000 cũng được. Đó. Thì đây tiêu chí tự đặt ra thôi các bạn. Cái này là tiêu chí tự đặt ra thôi nha. Đấy. Tiếp theo đó là các bạn hoàn thành những cái nhiệm vụ trên cái nền tảng gà xí để nhận những cái điểm boy. Đấy. Thì hiện tại thì trên gà xí thì hiện tại đã tất cả các nhiệm vụ đã kết thúc hết rồi. Hiện tại nó chỉ còn là 4 task là chưa kết thúc thôi nha. Hiện tại nó chỉ còn là 4 cái nhiệm vụ là chưa kết thúc thôi. Thì về 4 cái nhiệm vụ này mình sẽ để dưới phần mô tả video cho mọi người. Để mọi người nào chưa làm thì có thể vào đây làm rồi claim cái điểm boy thôi. Đó. Ok, thì quay trở lại thì ở đây mình sẽ cập nhật cho các bạn luôn, hướng dẫn mình cập nhật lại một tí. Thì hiện tại nó cho các bạn là claim một cái NFT kỷ niệm, thì cái NFT kỷ niệm này nó sẽ kết thúc vào ngày mai nha các bạn. Đó là Polyhedra 2024 này nè. Đấy. Thì này nó sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 3 này, thì vào ngày mai nó sẽ kết thúc nha. Các bạn có thể là vào đây các bạn claim cái NFT kỷ niệm này. Thì để claim thì trên ví thì cái NFT này nó cho phép các bạn đó là nó hỗ trợ đó là 6 mạng lưới nha, Ethereum này, với lại là BNB chain này, với lại là OpenBNB này, hoặc là Arbitrum, hoặc là Polygon, hoặc là Optimism. Thì trong 6 cái mạng lưới này các bạn có thể là chọn ra cái mạng lưới để các bạn min thôi. Đó, thì các bạn có thể là chọn những cái mạng lưới layer 2 trừ ETH ra nha, trừ mạng lưới Ethereum ra, tại vì Ethereum nó phí khá là mắc cho nên là các bạn có thể là bỏ qua. Thì các bạn minh mạng lưới nào thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới đó thôi. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ mình minh ở trên mạng Arbitrum đi. Thì mình sẽ chuyển đổi sang mạng Arbitrum mình minh thôi. Đấy. Arbitrum này. Sau đó thì các bạn connect ví thôi, connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn này. Sau đó các bạn xin ký nha. Connect ví xong xin ký. Ok, thì sau đó thì nếu mà các bạn đang có ETH sẵn ở trên Arbitrum thì các bạn nhấn vào chọn Arbitrum nha, chọn vào cái logo của mạng lưới Arbitrum này, đó, Network Arbitrum này, đó, rồi các bạn claim thôi. Còn đối với bạn nào mà đang có ETH sẵn ở trên mạng lưới OP hoặc là có Matic sẵn ở trên mạng lưới Polygon thì các bạn chọn lại Polygon để các bạn min thôi. Hoặc là các bạn đang có cái đồng BNB, mạng lưới BSC sẵn, có đồng BNB thì các bạn chọn là mạng lưới BSC, rồi các bạn min thôi nha. Thì mỗi quý chỉ được minh là một NFT thôi các bạn nha, tối đa là một NFT thôi. Ok, ở đây thì mình sẽ minh ở bên này là Arbitrum. Thì mình sẽ chọn là Arbitrum rồi các bạn nhấn vào chữ claim thôi. Rồi các bạn trả một ít phí thôi, phí trên Arbitrum hiện tại đâu đó khoảng là 0 mấy đô các bạn. Ok, 0,3 đô nè. Xác nhận là trả phí nè. Đấy, thì như vậy là chúng ta đã claim thành công nha, claim thành công. Hình như là các bạn cũng có thể là mỗi mạng lưới nó cho các bạn min một lần hay sao á nha. Mỗi mạng lưới nó cho cấp phép các bạn đó là min một lần. Để mình xem mình
chuyển qua mạng lưới Airbnb mình pin lại thử được không nha. À, mỗi mạng lưới nha, mỗi mạng lưới nó sẽ cho các bạn đó là pin một lần đó. Các bạn muốn pin hết 6 cái mạng lưới luôn thì các bạn có thể là pin tùy các bạn thôi, hoặc là các bạn pin một cái cũng được, pin một bên mạng lưới cũng được. Thì đó là về việc pin cái NFT kỷ niệm, đó là Polyhedra 2024 nha. Thì ngày mai nó kết thúc, bạn nào pin thì các bạn vào pin nha. Ok, thì đó là về việc pin, và tiếp theo đó thì mình sẽ cập nhật về phần Bride NFT và lại là Bride Token. Thì đối với Bride thì các bạn chọn đầu tiên đó là Bride Token. Thì hiện tại nó vừa ra mắt cái mục mới đó là Bride Token. Hiện tại thì đây là cũng là một cây cầu nối thôi các bạn. Đấy, thông qua là ZK Bride nha. Thì ở trên đây thì các bạn có thể là về, các bạn có thể để Bride á, thì các bạn chọn qua một token này nha. Ở phía trên nó có một token đó. Thì ở đây nó hỗ trợ khá là nhiều mạng lưới. Hiện tại nó hỗ trợ mạng lưới đó là Polygon này, Lini này, BC này, hoặc là Mantle này, hoặc là BSC này, hoặc là Airbnb này, hoặc là Arbitrum, hoặc là Epsilon, hoặc là Optimism. Đấy, thì hiện tại nó hỗ trợ Bride các đồng như sau, đó là ETH, BNB với lại là USDT. Đấy, thì đối với bạn nào mà đang có ETH sẵn á thì có thể là sử dụng ETH trên các mạng lưới layer 2 này này, các bạn Bride qua lại thôi. Đó, còn bạn nào mà đang có USDC sẵn á, USDT sẵn thì các bạn có thể là Bride giữa các mạng lưới layer 2 này với nhau đó, trừ cái mạng lưới Ethereum ra nha. Cái mạng lưới Ethereum thì phí nó khá là mắc đó, anh em không biết rồi đó. Các mạng lưới dưới đây thì anh em có thể sử dụng để anh em Bride. Thì đấy, Bride thì ở đây thì mình sẽ, mình ví dụ mình đang ở đây thì các bạn mình sẽ lấy ví dụ nha. Thì nếu mà các bạn đang có ETH sẵn ở trên mạng lưới Arbitrum á thì các bạn có thể là chuyển đổi sang mạng lưới, chọn mạng lưới Arbitrum này. Rồi trên ví MetaMask của các bạn cũng chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum thôi. Đó. Các bạn Bride từ mạng lưới nào thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới đó nha. Thì ở đây thì ví dụ các bạn đang có ETH thì các bạn chọn là ETH thôi. Còn hiện tại mình sẽ sử dụng USDT ở trên mạng lưới Arbitrum, tại vì mình đang có sẵn USDT ở trên mạng lưới Arbitrum thì mình sẽ chọn là USDT thôi. Đó. Mình sẽ chọn là Arbitrum này. Đó. Sau đó thì ở mạng nhận nha, ở mạng nhận như thế này. Ở mạng nhận này các bạn có thể là chọn những cái mạng lưới layer 2 để phí giá rẻ nha, chẳng hạn như là BB Chain này, hoặc là Epsilon này, hoặc là Optimism này, hoặc là Airbnb nha. Đấy, hoặc là Lini. Đấy, thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ là mình sẽ chọn đó là Lini đi, mình sẽ Bride USDT từ mạng lưới Arbitrum sang mạng lưới Lini. Đó. Và ở dưới đây các bạn lưu ý này, ở phía phần cái ô này, cái ô địa chỉ ví của các bạn này, thì nó sẽ có thời gian nha. Sau khi các bạn tiến hành Bride á thì nó sẽ hiển thị thời gian ở đây này. Đó. Thì là 17 phút thì bên mạng lưới Lini của các bạn sẽ nhận được cái tài sản mà các bạn đã Bride. Còn những cái mạng lưới khác như là Optimism thì nó sẽ thời gian nó tùy mạng lưới thôi các bạn nha. Có mạng lưới thì nhận khá là nhanh, còn có mạng lưới thì nó nhận khá là lâu. Đấy. Epsilon này, Epsilon có 17 phút này. BNB 16 phút này. Về Polygon thì cũng 17 phút. Ok, đối với cây cầu này thì chờ đợi khoảng là gần 20 phút thôi các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tiến hành Bride là USDT từ Arbitrum. Nếu mà các bạn đang có ETH sẵn thì chọn là ETH để các bạn Bride luôn nha. Bride sang tùy các bạn thôi, sang Lini hoặc là sang gì đó tùy các bạn nha. Ở đây mình sẽ Bride là chọn USDT này. Rồi Bride Arbitrum sang từ mạng lưới Arbitrum sang mạng lưới Lini. Sau đó thì trên ví của các bạn muốn Bride bao nhiêu thì các bạn điền lại bấy nhiêu thôi. Ví dụ mình đang có đó là 161 đô USDT đây, thì mình sẽ là Bride USDT hết luôn nha. Các bạn muốn Bride bao nhiêu thì các bạn điền lại số lượng bấy nhiêu thôi thì các bạn. Đấy. Thì sau đó thì nếu mà các bạn Bride ETH nha, các bạn lưu ý này, nếu mà các bạn Bride ETH á thì nó sẽ không có cái bước approve đâu, mà nó sẽ có nút transfer cho các bạn luôn. Còn bạn nào mà Bride bằng USDT á, thì bắt buộc các bạn cần phải approve, mở khó contract của USDT thì các bạn mới transfer được. Đó. Thế là mình sẽ approve này. Ok, approve này. Trả phí gas nè. Đấy, thì sau khi các bạn approve xong á thì cái nút transfer nó sẽ hiện ra thôi, rồi các bạn nhấn vào chữ transfer. Đấy. Ok, thì phí transfer khá là mắc luôn các bạn, từ Arbitrum sang Lini khá là mắc đấy.
Ok, phí 5 đô nè. Phí nền tảng 5 đô luôn các bạn. Ok, xác nhận luôn đi. Đấy, thì sau đó thì các bạn đợi nó qua thôi nha. Sau khi các bạn xác nhận giao dịch xong thì các bạn đợi khoảng 10 gần 20 phút đó, thì cái tài sản của các bạn nó sẽ qua cái mạng lưới đó cho các bạn thôi. Đấy, thì đó là về việc đó là transfer. Thì sau khi các bạn nhận ở bên mạng lưới Lini rồi, thì sau khi các bạn nhận ETH hay là các bạn nhận USDT gì ở bên Lini rồi đó, thì các bạn có thể là nhấn vào tiếp tục là bên đây này. Các bạn sử dụng cái tài sản đó từ mạng lưới Lini đó, các bạn bỏ ra từ mạng lưới nào thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi lại mạng lưới đó thôi đó. Thì sau đó thì các bạn sử dụng cái tài sản ở bên mạng lưới đó, các bạn bỏ ra lại cái mạng lưới khác, chẳng hạn như là BNB Chain hoặc là Polygon nhá, hoặc là Acheron này, hoặc là Optimism. Đấy, các bạn drive về lại. Thì sau đó nếu mà các bạn drive về lại Optimism thì sau khi đó drive xong á, thì các bạn tiến hành là sử dụng là drive từ mạng lưới Optimism sang các mạng lưới khác. Đó, drive khoảng là 5 trên 10 lần là được nhá, 5 hay 10 lần thì cũng được. Cái này là chúng ta cũng làm cũng đã rất là lâu rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần là làm lại thôi các bạn nhá. Tương tác lại một số giao dịch thôi. Đó. Cái tiếp theo đó là về cái phần NFT, đó là Bride NFT. Thì về phần Bride NFT thì trước đây chúng ta Bride cũng khá là nhiều rồi, thì bây giờ các bạn cũng có thể là sử dụng Bride NFT. Đấy, thì các bạn có thể là chọn vào đây. Đây, ví dụ hồi nãy này, các bạn hồi nãy mà các bạn min đó, ở phần campaign này này, hồi nãy các bạn min cái NFT đó là Polyhedra 2024 này này, các bạn min ở mạng nào á, thì bây giờ các bạn có thể là sử dụng cái mạng lưới đó nha. Các bạn chọn qua một NFT này. Đó, rồi ở phần Select Network này, thì hồi nãy mình có min ở trên là mạng lưới OpenBNB, thì mình sẽ chọn là OpenBNB. Thì trên ví MetaMask của các bạn cũng chuyển đổi sang mạng lưới OpenBNB. Nếu mà các bạn min ở trên mạng lưới Arbitrum thì các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum thôi. Đó, sau đó thì các bạn nhấn vào cái ô này, cái ô là Import My NFT này, thì nó sẽ hiện ra trên ví của các bạn có những cái NFT nào, nó sẽ hiển thị ở đây cho các bạn. Đó, đây này, cái NFT mà các bạn vừa min này nó sẽ hiển thị ra thôi. Các bạn nhấn vào, các bạn chọn, rồi các bạn nhấn chữ là Confirm. Đấy, sau đó thì các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn nhấn nút là Confirm Import. Tiếp theo đó thì các bạn nhấn nút Next. Thì ở cái phần là Select Recent Blockchain, có nghĩa là các bạn chọn lại cái mạng lưới mà các bạn nhận cái NFT này lại. Đó, thì ở phần Select Network này thì các bạn nhấn vào, các bạn muốn nhận cái NFT này về cái mạng lưới nào thì các bạn có thể là chọn mạng lưới đó. Thì mình sẽ lấy ví dụ đó, là mình sẽ chọn lại, nhận lại ở bên là mạng lưới là Optimism đi. Thì mình sẽ chọn là Optimism. Sau đó thì các bạn nhấn nút Next nè. Đó, tiếp theo đó là thì các bạn Upload. Ok, Apro mở khóa contract của cái bộ sưu tập này. Xác nhận nè. Thì sau khi các bạn xác nhận xong thì cái nút transfer nó sẽ hiện ra, các bạn nhấn vào chữ transfer. À, hiện tại là trên ví của mình không đủ phí OpenBNB để trả phí gas các bạn ạ. Như gas nó khá hơi cao á. Hiện tại mình còn 6 đô mà nó hiển thị không đủ gas nè. Chắc gas hiện tại do giá gas hiện tại khá là cao. Ok, cao thì mình sẽ bỏ qua. Đấy, ok, thì đó là về Bride NFT nha. Cho bạn nào muốn Bride NFT. Đấy, tiếp theo đó là về gửi tin nhắn này các bạn này. Về phần gửi tin nhắn thì chúng ta gửi thông qua đó là Layer Zero. Đấy, thì về gửi tin nhắn này thì các bạn có thể là chọn vào một là MSG này đó, trong một MSG này này. Sau đó thì các bạn muốn gửi tin nhắn từ mạng lưới nào sang mạng lưới nào thì các bạn có thể là chọn nha. Thì đầu tiên các bạn có thể là chọn đó là Select a Network này. Các bạn muốn gửi từ mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó thôi. Ví dụ các bạn chọn là gửi từ mạng lưới BNB Chain đi, thì trên ví MetaMask của các bạn thì các bạn cũng chuyển đổi sang mạng lưới BNB Chain. Đấy, sau đó thì ở phần là các bạn muốn gửi từ cái địa chỉ ví của các bạn, muốn gửi sang cái địa chỉ ví nào thì các bạn là copy lại cái địa chỉ ví đó thôi. Nói chung là gửi trên 5 cái địa chỉ ví là được nha. Thì các bạn có thể là sử dụng những cái địa chỉ ví khác của bạn bè của các bạn, hay là các bạn có ví phụ gì đó thì các bạn chuyển sang cái ví phụ để các bạn copy lại cái địa chỉ ví phụ của các bạn, rồi các bạn gửi tin nhắn thôi nha. Đấy, sau đó thì các bạn dán ở phần tu này, ở cái ô tu này thì các bạn dán cái địa chỉ ví người nhận vào đây thôi. Đó, nhận tin nhắn vào đây thôi.
Sau đó thì các bạn chọn là Select a Network này. Muốn chọn chọn mạng nhận này nha. Chọn mạng nhận thì các bạn chọn mạng nào cũng được, tùy ý các bạn thôi. Ví dụ là Moonbeam thì các bạn chọn là Moonbeam đó. Hoặc là các bạn muốn chọn mạng nhận là Arbitrum Nova thì các bạn chọn thôi. Thì sau đó ở dưới đây thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ đó là Send a Message thôi. Đó. Nếu mà lỗi thì các bạn nhấn vào nút Send lại là được. Rồi các bạn nhấn vào Continue. Đấy, phí gửi tin nhắn là khoảng là 0,6 đô nha trên mạng lưới BNB. Thì này là gửi tin nhắn là thông qua Layer Zero nha các bạn. Các bạn cũng có là transition ở trên Layer Zero luôn. Đó, thì về việc gửi tin nhắn thì các bạn có thể là gửi tin nhắn thông qua ấy nha. Có thể là gửi tin nhắn đến là 5 địa chỉ ví khác nhau. Đấy. Hoặc là từ 5 mạng lưới khác nhau cũng được, tùy các bạn thôi. Đó, các bạn muốn gửi lại thì các bạn chỉ cần nhấn nút là Send Anytime Message này. Rồi tiếp tục các bạn chọn mạng lưới các bạn gửi thôi. Các bạn có thể là chọn lại mạng lưới BNB Chain đó. Rồi các bạn gửi sang một cái địa chỉ ví khác. Rồi chọn mạng nhận thôi, tùy các bạn thôi. Đó, thì đó là về việc gửi tin nhắn. Tiếp theo đó thì nó cũng thì đây là cũng là cái cầu là nó cho phép các bạn đó là Bright từ mạng lưới BSC, Bright cái đồng BNB này từ mạng lưới BSC sang mạng lưới Off BNB nha. Mạng lưới Off BNB là mạng lưới layer 2 của mạng lưới BSC các bạn. Đó. Ok, thì tiếp theo đó thì ok, thì để kiểm tra, nói chung thì các bạn muốn làm thì các bạn có thể làm nha. Các bạn tương tác lại một vài lệnh thôi, đó. Về phần token á, các bạn có thể là kiểm tra trong một history này nha, trong một history này. Bên một token á, để kiểm tra cái transaction của các bạn gửi á, thì các bạn chọn bên một history này. Đó, và các bạn sẽ thấy được cái transaction mà các bạn vừa gửi thôi. Đấy. Sau đó thì để kiểm tra thì để kiểm tra là nó qua hay chưa thì các bạn chỉ cần là này, khi nào mà cái lệnh của các bạn này nha, ở phần là ở dòng là sender transaction hash này, khi nào mà nó hoàn thành xong á, nó gửi cho các bạn hoàn thành xong á, thì nó sẽ hiện ra thêm cái dòng nữa đó là resend này đó. Còn nó hiện sau khi các bạn thực hiện xong á thì nó chỉ hiện ra một cái dòng đó là sender thôi, đó là nó đang gửi qua cái mạng lưới kia cho các bạn đó. Sau khi nó xuất hiện cái dòng present như thế này là ở bên mạng lưới kia các bạn đã nhận được tài sản, các bạn có thể chuyển sang cái mạng lưới đó để các bạn kiểm tra nha. Ok, tiếp theo đó là về những bốn cái task ở trên là gà xí. Thì hiện tại task trên gà xí thì task Twitter với lại là Zone Discord thôi các bạn. Các bạn có thể vào đây Reddit rồi các bạn cứ làm điểm boy về thôi nha. Mình sẽ dẫn lại bốn task này. Ok, ngoài ra thì hiện tại nó có một cái trang chat, có nghĩa là chat transition của đối với cái dự án đó là Bori Hera này. Và các bạn cũng có thể là trước đây mà các bạn đã tham gia, các bạn có thể vào đây các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn này. Rồi các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây để các bạn chat là transition với lại là volume của các bạn đã tiến hành thôi. Dán vào đây này. Rồi các bạn nhấn vào chữ scan này. Đó thì nó sẽ đưa ra những cái thông số cho các bạn này, volume này, đầu tiên đó là volume này nha. Volume là tổng volume nha. Tổng volume mà các bạn đã buy ở trên cái nền tảng là ZK Buy này. Đó. Đây này, tổng volume. Còn về phần là interaction có nghĩa là tổng transition nha. Tổng TXH mà các bạn đã thực hiện ở trên nền tảng ZK Buy của Bluehira đấy. Còn user chain có nghĩa là các bạn đã tiến hành là buy trên nhiều chain nha, là bao nhiêu chain các bạn đã buy đấy. Chain có nghĩa là mạng lưới đó các bạn nha. Chain có nghĩa là mạng lưới đấy. Còn về phần transfer có nghĩa là về phần transfer thì đối với về cái tính năng đó là gửi tin nhắn thì các bạn gửi bao nhiêu tin nhắn thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, còn về việc gửi là buy NFT, các bạn đã buy bao nhiêu lần NFT thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, ví dụ mình buy NFT là 49 lần rồi. Còn về mà tính năng đó là buy token thì nó các bạn buy token bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị ở đây cho các bạn. Đó, bao nhiêu lần thì nó sẽ hiển thị ở đây. Tiếp theo đó là về Bright Tiber, có nghĩa là về tính năng là Bright thông qua những cái cây cầu nối nào, có nghĩa là ZK Bright và là Layer Zero đó nha. Đó, nó hiển thị là cái số lượng của các bạn ở đây thôi. Ở dưới đây là lịch sử transition của các bạn này, từ mạng lưới nào sang mạng lưới nào này, nó hiển thị dưới đây cho các bạn luôn nha. Đấy, các bạn Bright cái gì thì nó hiển thị ở đây luôn, có ngày giờ Bright luôn nè. Đấy, MSG có nghĩa là tin nhắn nha, thông qua Layer Zero này. Đó, còn về Bright token thì thông qua là ZK Bright. Đó.
Với lại là các bạn Bride NFT thì Bride NFT thì cũng thông qua là ZK Bride thôi các bạn. Ok thì đó là về việc mình cập nhật lại những cái tiêu chí và điều kiện nha. Thì các bạn cứ vào đây, các bạn nào muốn xào lại thì cứ xào thôi. Đó, xào lại vài transition. Ok thì như vậy là cái video mình cập nhật lại cái sun retorted của dự án Polyhedra thì đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.